Cho em 2 kg bắp bò. Đây đây, đây lấy giùm anh nha. Rồi, đủ luôn nha. Cảm ơn em nhiều. Nè, lấy cái miếng thịt bò này cho cô đi nghe con. Cô lấy miếng thịt bò này nghe con. Trời đất ơi, của tôi. Tôi lấy trước bà mà. Khoan khoan khoan, hai cô ơi, từ từ đừng có giành. Hai cô giành vậy là hư thịt bò của con hết á. Từ từ đi, ai cũng có phần mà. Bây giờ thống nhất đi, ai lấy? Tôi lấy. Con bình sao lấy được? Nhưng mà nhất định là bữa nay tôi phải lấy. Con biết không, nếu mà không có miếng thịt bò này là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô. Bà có cái hạnh phúc gia đình hả? Còn tôi là cái sinh mệnh của tôi nè. Tôi bệnh, tôi đau, tôi yếu, tôi phải ăn miếng thịt này tôi mới sống được. Cái chuyện đó là chuyện của bà, nhưng mà tôi không biết bữa nay tôi phải lấy miếng thịt bò này. Tôi nói bữa nay tôi phải lấy miếng thịt bò này. Tôi phải lấy. Nè nè, tôi nói cho bà nghe, không lẽ bây giờ á tình nghĩa lối xóm mình á bao nhiêu năm nay, không lẽ mình tương tàn vì cái miếng thịt bò này hả? Tôi vì cái miếng thịt bò này tôi tương tàn hết á. Bà chơi với tôi á ha, bà chỉ là trên đầu ngôi chót lưỡi thôi. Qua cái miếng thịt bò này tôi biết rồi, mà tôi phải lấy miếng thịt bò này. Thôi thôi thôi, bây giờ tôi nè, nè, nè. Tôi lấy. Nè, con thấy chưa, con thấy lòng người chưa ha? Ông bà người ta nói đúng lắm mà, dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người đâu. Tôi khỏi đo gì hết, nó khỏi đo cái lòng của tôi. Bây giờ tôi chỉ cần lấy miếng thịt bò về tôi đo cái bụng tôi. Thôi thôi, bây giờ con giải quyết vậy nè, hai cô bình tĩnh đi. Bây giờ cái bịch này con chia làm đôi, mỗi người phân nửa được chưa? Không được. Chị dọn sao? Chị làm đôi ra rồi, cái miếng này còn có chút ép à. Rồi làm sao mà ăn? Không có được, bây giờ tôi phải lấy cái miếng này. Tôi lấy là đúng nhất đó. Trời đất ơi, tức dễ sợ. Con đưa cho con. Thôi mà, đừng có dằn. Đưa đây. Trời ơi, điếc tai quá, đừng có chửi nhau nữa. Đừng có chửi nhau nữa. Mẹ đừng có như vậy. Ủa? Ủa? Con lộn, gọng nhà. Con mệt mẹ ghê vậy đó. Mệt gì mệt? Con thấy ăn hiếp mẹ không? Ăn hiếp cái gì mà ăn hiếp? Trời ơi, có miếng thịt bò hôm nay ăn không được hiền thì mai mình ăn có cái gì đâu mà làm quá lên vậy. Trời ơi, cô Bảy ở đây là nhà đồ hàng ngoại không á. Mẹ mà cạch mặt cô Bảy mới mốt sau này cô Bảy không cho đồ ngoại mày đâu. Còn ngoại xịn hơn thịt bò. Chị Bảy, chị lấy miếng thịt bò này đi à. Em không có cần nữa đâu, em khỏe rồi, bữa sau em ăn thịt bò cũng được. Lấy đi Bảy. Lấy gì Bảy? Mẹ, nhường ta đi, hôm nay ba không có về. Trời ơi, ổng mới nhắn tin cho con nè. Ủa, ba mẹ không về hả? Không có về. Giờ rồi cái lẩu bò giống giấm của mình bỏ luôn hả? Thì mình về người khác. Ờ chết chà, vậy đây miếng thịt bò làm chi? Thì chả nữa đi. Trời, mẹ nhường ta đi cho ta tưởng mẹ con mình sống đàng hoàng. Ồ vậy đúng, quyết định vậy đi. Thôi chị Tám, thôi bây giờ á tình làng nghĩa xóm nhau mình tương tàn vậy miếng thịt bò cũng kỳ. Thôi vậy tôi nhường lại cho chị á. Thôi mà chị lấy đi, hạnh phúc gia đình chị đó, chị lấy đi. Mà thôi. Thôi mệt quá. Giờ hai gia đình thống nhất chưa? Ai lấy? Bà lấy. Không có được, phải lấy. Công nhận thằng Lâm nó bán thịt bò ngon dễ sợ luôn á ha. Thịt bò này á chuẩn là thịt bò nóng hổi mới ra lò luôn á. Màu hồng hào, thấy không? Thấy ngon không? Ngon, ngon thiệt chứ. Bởi vì mà vì cái miếng thịt bò này á, xém chút hai chị em mình tương tàn rồi đó. Trời, nhắc lại xấu hổ dễ sợ luôn á. Cũng tại chồng tôi chứ ai. Tự nhiên ông nói là ông về, đúng không con? Dạ. Yeah. Làm á tôi phải 1-2 tôi mua cho được cái miếng thịt bò để tôi về tôi làm cái món bò nhúng giấm này nè. Tưởng sao ổng bỏ bơm tôi. Thôi chị ơi, đừng trách ổng, tội nghiệp. Cuộc sống mưu sinh mà chứ đâu ai muốn vậy đâu. Nhưng mà hên á, nhờ ổng vậy hai mẹ con tôi mới được ké cái món bò nhúng giấm. Rồi ăn đi mẹ. Rồi thôi ăn đi, ăn đi. Rồi bà nhà, cả nhà mình ăn đi. Ủa? Nha, tự nhiên nhà mình có tiệc cái gì vui với cô? Ủa ai vậy? Chị không nhớ hả? Cái con bé dọn vệ sinh sớm mình đó, bữa nay chắc nó lại thu tiền, đúng không con? Dạ đúng rồi. May ghê á, con qua nhà cô kiếm cô mà cô không thấy. Sẵn đây á, cô cho cô thu tiền hai nhà luôn nha. Trời ơi, tiền vệ sinh là tháng nào cũng thu đầy đủ hết trơn á, mà dọn dẹp á thì không có gọn gàng sạch sẽ gì hết á. Đúng rồi đó, bạn nói đúng. Con biết không, dọn sao mà riết á hả, nó có cái mùi hôi rình thối quắc luôn vậy đó. Mà chuột nè, kiến nè, dán nè, nó đi bay giống như là tay đổ bộ vậy đó. Cô nói gì kỳ vậy cô? Bên con á là dọn dẹp chưa hết đâu nha, còn nữa, còn có lũ chuột cống nữa. Nó chạy hả, nó giống như là nó đi chảy hội vậy đó ngang. Nó đông như quân nguyên luôn á. Rồi cái một cái mùi hôi thối nghe nó bao trùm hết nguyên cái xóm này, không còn không khí để mà thở. Con phải về nói lại đi, chứ sớm này ha, gửi đơn khiếu nại biết bao nhiêu lần rồi mà không có khắc phục, không có giải quyết gì hết trơn à. Nếu mà như vậy hoài á, tháng sau con tới không phải thu tiền đâu, mà thu xác đó. Xác người ta chết tại thúi quá chịu không nổi đó. Trời đất ơi, sớm cô á ăn ở dơ giấy, người ta dọn xong rồi bây giờ cô bày, rồi bây giờ cô chửi con nữa. Ủa sao hai cô á không tự coi lại mình đi, coi có ăn ở sạch sẽ chưa. Cái con nhỏ này, trời đất ơi,
Mày là nhân viên vệ sinh mà mày dám nói chuyện với dân vậy đó hả? Ừ, sao con nói gì kỳ cục vậy hả? Người ta đóng tiền cho mình đàng hoàng, giờ người ta góp ý mình phải nghe chứ. Trả lời kỳ vậy? Ủa, nhân viên cũng là con người mà cô. Tự nhiên con bị chữa quan con cũng quạo chứ bộ. Quan cái gì? Nói đúng chứ quan cái gì mà quan? Thôi đủ rồi. Hết hồn. Hết hồn à? Ờ, con xin lỗi, con hơi hổn. Không có quan ức gì hết, nói là bằng chứng vật chứng rõ ràng. Quan cái gì mà quan? Đúng rồi á. Bực bội à? Rồi cái này lẩu cạn hết trơn rồi kìa, con nhúng nghe chưa? Anh chị đi đi, chị đi đi. Lẩu rồi. Ê, con nói sao? Ê, chưa có nói. Rồi rồi rồi, nước cạn rồi, cạn rồi, cạn rồi, cạn. Mày á cạn đâu mà cạn. Thôi bây giờ cả nhà mình ăn nha. Dạ. Nè, hai đứa tụi bay á, đóng tuồng gì vậy hả? Ngôn tình hả? Dạ không. Ăn đi, ăn đi, ăn. Kệ nó kia mà. Con nhúng. Rồi nhúng xong rồi dớt ra liền con này. Đây nè, thịt tươi ngon cho bà con nè. Đây, để đựng tiếp cái này cho. Anh Lâm. Trời, nay qua sớm với người ta. Phải đi sớm chứ. Không thôi, anh lấy hết số thịt bò này giao người khác làm sao? Em cứ yên tâm đi. Anh nói là anh để dành cho em, anh uy tín mà. Làm sao mà em yên tâm được? Khi anh lấy số thịt bò dồi tươi này, anh đem bán cho mọi người. Mọi người đừng có mua nữa. Bỏ xuống đi. Ủa thịt bò dồi tươi là sao anh? Ủa? Mà em làm gì kỳ á? Tự nhiên chỗ anh buôn bán em rồi em nói dồi tươi là sao? Thịt anh bán tươi ngon nhưng mà đừng phá đám anh nha. Thật ra cái số thịt bò mà mọi người giành giật nhau mua hàng ngày, nó đã đạt tới mức mọc dồi và phân hủy. Ủa, thịt bò tươi vậy mà sao có dồi được? Ừ, thịt tươi vậy mà sao mà phân hủy được? Cái này là vu khống tôi nè, đúng không? Mọi người thấy không, nó tươi như vậy mà làm sao mà phân hủy dồi được? Thôi em ơi, trời ơi. Nhìn bề ngoài miếng thịt bò có vẻ tươi khiến tôi và gia đình nhầm tưởng là hàng tươi mới, nhưng thực chất hôm đó vô tình nhà tôi cũng ăn lẩu, vừa nhúng miếng thịt bò vào chưa được 30 giây thì miếng thịt bò đã nhũng nát vụn ra. Từ khi đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc thực sự của miếng thịt bò này. Cái miếng thịt bò đã mất tiêu rồi. Đã vô tới miệng rồi mà còn mất được, nó tội nghiệp không? Tự nhiên miếng thịt bò mất tiêu. Ủa sao thịt bò tự nhiên nó tan mất rồi ta, là kỳ vậy ta? Mọi người ơi, sao thịt bò bằng cái gì bay? Mọi người ơi, hình như cái miếng thịt bò này nó có vấn đề. Không có đâu. Mẹ, cho con mượn ly nước. Uống hả con, uống miếng đi. Dạ không. Ơi, gì? Ly nước mẹ đang uống. Khi miếng thịt bò sau khi được rửa sạch và ngụy trang được đưa ra ngoài oxy sau 5 phút, giò đã bắt đầu mọc lên, chứng tỏ bò này đang ở tình trạng thối rữa rất nặng. Cái miếng thịt bò này hồi nãy nó màu đỏ hồng tươi, bây giờ nó chuyển sang màu vàng tái rồi, mà những cái màu nó ghê lắm, như thịt thối, thịt bị phân hủy vậy. Tao thấy rồi, đừng ra nữa. Đi giúp giúp được cái gì? Đừng tay mày đâu. Đừng, tao bỏ xuống được. Trời. Ngủ quá là gì? Đau quá anh gì? Cái miệng mày nhỏ nhỏ thôi, đang đi theo dõi người ta đó. À xin lỗi nha, quên. Mà cái mùi thúi quá là gì mẹ? Cái gì buồn ngủ mà gì thúi nữa. Nó thúi sọc bên tao lông mũi luôn á. Để biết được nguồn gốc thực sự của những miếng thịt bò này, tôi và Thảo đã theo dõi anh và biết được anh đã nhập tất cả những hàng thịt bò tồn kho hết hạn ở nhiều nguồn để tái chế lại. Tao biết mùi thúi đâu ra rồi. Đóng thịt đó. Nào đâu. Và cũng chính từ những số thịt bò ôi thối đó đã khiến cho cả khu xóm mình bắt đầu bốc mùi. Trời ơi trời, em đúng là người có trí tư tưởng phong phú á. Thì em nghĩ sao ạ? Nè, thịt người ta tươi nè, với lại mấy cái bao với mấy cái thùng mà em thấy á là người ta chứa thức ăn gia súc. Nghĩ đâu phải thịt đâu, thịt đâu phải thịt. Vậy á ha. Tôi làm việc trước giờ rất thận trọng. Trước khi tôi nói một gì mạnh miệng, tôi phải có chứng cứ mới đã. Anh nói sao? Thức ăn cho gia cầm hả? Tôi đã theo dõi anh và phát hiện được cái người mà mỗi ngày giao hàng cho anh chính là chủ buôn bán thịt ở ngoài chợ. Thức ăn gia cầm gia súc này á, lén lén lúc lúc giao đang chi vậy? Anh thấy là em hơi đánh giá anh quá cao rồi nha. Em nghĩ đi, bây giờ anh đâu có phải là thần tiên đâu mà anh biến phép cái từ tiên thịt bò nó thúi nó hôi có dòi mà thành thịt tươi như vậy. Nè bà con thấy tươi không? Tươi rối luôn thấy không? Nè, em sống ở thế kỷ hiện đại chứ đâu phải là thế kỷ của phép thuật Win Authentic đâu em. Hả? Nói gì kỳ vậy? Đúng, ở thế kỷ này không có phép thuật Win, nhưng có phép thuật ngâm hàng the đó. Ủa? Hàng the là gì nữa? Thực ra, để biết được cách tái chế biến của anh, tôi và Thảo đã dàn cảnh để Thảo giữ chân anh lại. Gì vậy Thảo? Em mê anh, em thích anh.
Cũng điên gì vậy Thảo, tự nhiên mình thích gì? Ơi lấy đi em mê anh á. Trời ơi đi về đi để anh làm ăn em ơi. Ôi tỏ tình nhanh mà anh kêu em đi về gì vậy? Anh đâu có thích em. Nhưng mà anh phải thích em. Giữ hẹn hò với em không? Có hay không? Có. Má em bộ lên biết không? Biết. Giữ có đi không? Đi. Lại đây với em nè. Lại đây đi một hôm đi hiểu không? Hít thở đều vô. Cái gì hết. Gì vậy trời? Đi theo em. Còn tôi, nhưng câu hỏi anh không để ý, lẻn vào nhà của anh và phát hiện được những miếng thịt bò ôi thối nằm la liệt, giòi bò lóc nhóc, bên cạnh là bọc bột màu trắng. Khi đó, tôi đã nghi ngờ chính loại chất bột này đã giúp cho miếng thịt bò tươi lên. Vì vậy, tôi đã thử lấy bột rắc lên miếng thịt bò thối và đúng thật, chỉ vừa tức thì, bột chạm thịt thì miếng thịt như biến hình trở thành tươi tắn, hồng hào và giòi đã không còn. Để biết được chất bột thần kỳ này là gì, tôi đã nhanh chóng lấy một ít và mang đi xét nghiệm. Đây là giấy xét nghiệm, anh coi đi. Cái bột mà được gọi là hằng the đó giúp cho thịt cá ngày càng tươi lâu hơn. Anh còn gì chối cãi nữa không? Quỷ mày làm ăn thất đức vậy hả? Trời ơi, mày làm ăn như vậy hả? Nó quân thất đức nè. Thưa mọi người cho con xin lỗi, tại vì con tham cho nên con mới làm vậy thôi. Mọi người ơi, con biết lỗi, mọi người tha cho con. Mọi người. Anh Liêm, con biết lỗi, mọi người tha cho mọi người. Anh đã bị bắt vì tội buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc. Mời anh theo chúng tôi về phường để hợp tác điều tra. Đi. Trời ơi, em xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Sau vụ việc này, mọi người hãy nên cẩn trọng. Thịt cá là những loại thực phẩm cần thiết cho mỗi bữa ăn, nhà nhà người người đều dùng và cũng là thứ khó kiểm nghiệm được chất lượng. Vì vậy, để tăng lợi nhuận mà không phải giục đi những miếng thịt cũ, nhiều tiểu thương bất lương đã tìm tới hàng the. Cũng vì hàng the có khả năng diệt khuẩn, chống nấm mốc, nên nhiều tiểu thương đã nhằm tăng lợi nhuận để lạm dụng hàng the với số liều lượng nhiều để tẩm ướp thực phẩm cho thịt cá giòn chả, tươi lâu hơn, dẻo dai hơn nhằm lừa dối khách hàng. Nếu dùng nhiều sản phẩm có chứa hàng the sẽ có nguy cơ dẫn đến bệnh về thần kinh và suy thận. Để tránh bản thân trở thành nạn nhân của họ, mọi người hãy tìm tới những nơi tin tưởng, những địa điểm mua hàng tin cậy. Sản phẩm có ghi rõ ràng thời gian và hạn sử dụng và được đóng mộc đảm bảo. Tôi là chị phóng viên và sẽ không có bất kỳ một hành động phạm pháp nào có thể qua mặt được tôi đâu.